Các thầy cô thân mến, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cái cách sử dụng Microsoft Form để chúng ta tạo ra một cái sổ đầu bài tự động cho lớp. Ở đây chúng ta sẽ đăng nhập vào Office, đúng không? Các thầy cô vào office.com để đăng nhập vào Office, hoặc là các thầy cô có thể vào thẳng cái phần form. Các thầy cô lưu ý là nếu lần đầu các thầy cô đăng nhập vào Office thì các thầy cô sẽ phải thực hiện các cái bước đăng nhập. Còn khi mà các thầy cô đã sử dụng cái việc là duy trì đăng nhập ấy thì chúng ta sẽ vào được luôn. Chúng ta sẽ chọn vào phần ứng dụng form này. Nếu các thầy cô mà không nhìn thấy thì các thầy cô có thể chọn cái phần tất cả các ứng dụng. Chúng ta nhấn vào đây. Đấy thì chúng ta có thể vào trực tiếp cái phần form.office.com này. Rồi. Đến đây thì chúng ta sẽ thấy được một loạt các cái biểu mẫu, đúng không? Thì trên khu vực này chúng ta có cái biểu mẫu của tôi này, chia sẻ của tôi này, biểu mẫu nhóm này, vân vân. Đấy thì trong cái video trước tôi đã hướng dẫn các thầy cô cái cách để tạo ra cái biểu mẫu điểm danh đối với học sinh khi mà học online. Đấy thì với cái việc là chọn, tức là muốn tạo một cái sổ đầu bài để ghi tự động thì các thầy cô có thể làm như sau. Cũng tương tự như là buổi hôm trước, chúng ta sẽ vào cái phần biểu mẫu mới, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh tên cho biểu mẫu. Sau đó các thầy cô nhập cái mô tả. Cái phần tên và mô tả là tùy các thầy cô lựa chọn. Trong cái trường hợp mà lập cái biểu mẫu chung cho cả trường thì các thầy cô sẽ không cần phải ghi lớp nữa. Chúng ta sẽ nhấn vào cái phần thêm mới. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phần câu hỏi, đó là mặt bản, dạng văn bản. Chúng ta sẽ để phần này là câu hỏi đầu tiên, đó là lớp, nếu như là chúng ta làm chung, còn không thì cái mục này chúng ta đã có lớp ở trên rồi thì thôi chúng ta có thể bỏ đi, tùy theo chúng ta cách chúng ta lựa chọn. Mục tiếp theo, và các thầy cô nhớ là lưu ý là để bắt buộc. Mục tiếp theo là các thầy cô có thể chọn, đó là môn học. Môn học. Ở đây cũng các thầy cô cũng để cái lựa chọn bắt buộc. Các thầy cô ghi tiếp là bài dạy hay là tiết dạy. Tên bài dạy. Vân vân thì các mục khác các thầy cô cũng nhập tương tự như vậy. Mình có cái mục là sĩ số, đúng không ạ? Và tên học sinh vắng. Mình có cái mục điểm số, điểm của học sinh hay là những học sinh được điểm.
tên học sinh, được điểm. Cái mục này thì các thầy cô có thể để không bắt buộc, bởi vì nó có thể là một số tiết các thầy cô sẽ không 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 cho học sinh nào điểm chẳng hạn, hoặc là không có học sinh nào có điểm chẳng hạn, vân vân. Chúng ta có mục tiếp theo là mục điểm của lớp. Điểm các thầy cô cho lớp trong cái giờ đấy. Cái này mục này là bắt buộc. Mục tiếp theo là nhận xét của thầy cô. Và mục cuối cùng là họ tên thầy cô. Đấy, thì tùy theo từng lớp, từng trường, các thầy cô có thể điều chỉnh các cái phần này cho nó phù hợp. Ở đây thì các thầy cô sau khi điều chỉnh xong, các thầy cô có thể xem lại một chút bằng cái mục xem trước này. Trên di động thì sẽ có dạng như thế này. Đấy, thì nhiệm vụ của học sinh ghi sổ đầu bài sẽ là phải ghi các cái thông tin này vào đây. Và thông tin sẽ tự động cập nhật cho các thầy cô. À, bây giờ thì các thầy cô thiết lập. Các thầy cô có thể chọn cái chủ đề thêm vào cái phần này để cho nó có màu sắc đúng không ạ? Đấy, chủ đề là cái. Rồi. À, ở đây thì bước tiếp theo các thầy cô sẽ chọn vào cái phần thiết đặt ở đây. Phần thiết đặt. Hay là chính là setting ấy, đúng không ạ? Cài đặt. Các thầy cô nhấn vào phần thiết đặt này. Thế thì cũng giống như trong cái video trước tôi đã hướng dẫn thì chúng ta có hai cái phần, đó là ai có thể nhìn vào biểu mẫu này và các cái tùy chọn phản hồi. Thì trong cái trường hợp này các thầy cô nên chọn phần thứ hai, đó là chỉ người trong tổ chức của tôi có thể phản hồi thôi. Đấy, chỉ người trong tổ chức của tôi. Cái phần ghi tên thì là ghi tên của cái học sinh mà ghi sổ đầu bài. Đấy, các thầy cô để ý nhé. Nếu mà mình để tích ở phần này thì sẽ là ghi tên theo cái học sinh ghi sổ đầu bài. Cái tên của tên tài khoản của các em ấy. Đấy, tên theo tên tài khoản. Và bên dưới này thì mỗi người một phản hồi, thì các thầy cô nếu mà dùng trong một ngày cái sổ đầu bài này một ngày thì nó sẽ không tiện, bởi vì là mình tính theo tiết nên là mình sẽ bỏ cái dấu tích này đi. Tức là mình cho một học sinh giữ cái đường link này và chỉ một học sinh đấy thôi nhé các thầy cô nhé, không là sẽ bị loạn hết lên ạ. À, chúng ta sẽ không chọn cái mục này để cho học sinh có thể là nhiều lần ghi, ví dụ như là cứ kết thúc một tiết thì học sinh này sẽ vào một lần để ghi các cái thông tin. Đấy. Phần bên dưới này các thầy cô sẽ nhìn thấy là các tùy chọn phản hồi, thì đầu tiên là tích vào chấp nhận phản hồi. Đấy, phần tiếp theo là ngày giờ phản hồi, thì các thầy cô trong cái trường hợp này thì một em ghi thôi, đường link này chỉ do một em thôi, thì các thầy cô nên không để cái giới hạn về mặt thời gian, hoặc là chúng ta có thể tùy chỉnh trong những lần tiếp theo tùy các thầy cô. Đấy là khi mà chúng ta sắp xếp về mặt thời gian ở đây là thời gian mở link, mở cái đường link đó. Đấy. À, bước tiếp theo sau khi mà các thầy cô cài đặt xong thì các thầy cô vào phần chia sẻ. Vào phần chia sẻ ở đây thì cũng giống như hôm trước, chúng ta có cái phần là đường link đúng không ạ, dùng cái đường link để chia sẻ thì chúng ta nhấn sao chép đường link hoặc là mã QR hoặc là nhúng hoặc là gửi email, tùy theo cách các thầy cô lựa chọn. Ở đây thì các thầy cô lưu ý là cái như tôi vừa nói, cái sổ đầu bài này chỉ nên giao cho một em học sinh thôi, nên là chúng ta chỉ copy đường link hoặc là đường link chỉ cho một em thôi,
và không cho những người khác. Đấy, nên là khi mà càng nhiều người khác biết cái đường link này, bởi vì mình để cái tùy chọn đó là mọi người trong tổ chức mà, nên là khi đó thì sẽ dẫn đến hiện tượng là có thể những các bạn học sinh khác cũng có thể vào và ghi linh tinh. Đấy, để tránh cái việc đó đây. Rồi sau khi mà lấy đường link xong thì các thầy cô sẽ có thể thu gọn đường link bằng các cái công cụ thu gọn online, hoặc là các thầy cô có thể là gửi đường link đó qua Zalo cho học sinh, nhưng mà lưu ý là chỉ một học sinh thôi ạ. Thế thì sau khi mà học sinh phản hồi thì chúng ta sẽ thu cái file phản hồi về bằng cách như sau. Ở đây thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ để các thầy cô có thể hình dung ra là nếu học sinh phản hồi thì chúng ta sẽ có được điều gì. Đấy, thì xin lỗi các thầy cô, ở đây chúng ta có cái phần ghi sổ đầu bài đây ạ. Tôi đã làm sẵn một cái sổ và các thầy cô thấy rằng là chúng ta thu được các cái phản hồi đây. Chúng ta mở file Excel lên. Đấy thì các thầy cô sẽ thu được các cái thông tin về môn học, về bài dạy, về thời gian ghi sổ đầu bài, đúng không? Thời gian các em ghi sổ. Đấy. Thời gian ghi sổ đầu bài, về môn học, vân vân. Tất cả mọi thứ khi mà học sinh trả lời xong các cái câu hỏi này, các thầy cô có thể quan sát thấy. Ở đây như vậy là tôi đã hướng dẫn các thầy cô cái cách ghi, tức là tạo một cái form để ghi sổ đầu bài của lớp mình. Đấy, thì các thầy cô có thể áp dụng với lớp mình để dễ quản lý các cái tiết học, cũng như là có thể thông qua đội ngũ cán bộ lớp để chúng ta có thể quản lý sổ đầu bài cũng như là ghi sổ đầu bài một cách tự động, đúng không ạ? Chúng ta có thể nắm được ngay cái tình hình của lớp dựa trên cái sổ đầu bài điện tử này. Video thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các thầy cô. Và video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô tạo cái bài kiểm tra trên Microsoft Form. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.